Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 và chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện An Minh cơ bản được kiểm soát. Kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021, huyện An Minh được phép áp dụng chỉ thị số 19. Tâm trạng chung của người dân là rất vui mừng nhưng cũng rất thận trọng, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi được phép hạ mức độ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 xuống chỉ thị số 19, Ủy ban Nhân dân huyện An Minh đã ban hành quyết định áp dụng chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện với những quy định phù hợp với mức độ tình hình của địa phương. Trong đó, điểm nổi bật là khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, đặc biệt không ra khỏi nhà sau 19 giờ cùng ngày cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Quy định rất rõ lĩnh vực, ngành nghề được phép hoạt động. Ngoài ra, huyện An Minh không chủ quan mà tiếp tục quản lý vòng trong nhằm kiểm soát tốt, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh gắn với tiếp nhận bên ngoài, nhất là đối với người đến và về từ địa phương khác. Quy định của huyện An Minh ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số 19 nhưng nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân. Bà Quỳnh Thị Thúy, Bán Thức Uống, ngụ tại khu phố 2, thị trấn số 11 cho biết. Rồi ngày trước nay thì cũng tránh ra cho bán nữa thì nghỉ mấy tháng nay vậy giờ cho bán nữa thì tôi cũng làm tốt. Rồi bán mang đi, rồi cẩn thận, tôi cũng lo sợ lắm. Theo ông Quỳnh Minh Nhị, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện, việc phòng chống dịch bệnh khi huyện thực hiện chỉ thị số 19 phải theo đúng quy định, việc nới lỏng giãn cách phải làm thận trọng, vừa đảm bảo sản xuất nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. Ông Quỳnh Minh Nhị nói. Thủ tướng theo quyết định 2245 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 20 tháng 9 năm 2021, thì Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành cái quyết định để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới trên địa bàn huyện An Minh. Cái thứ nhất là không cho hoạt động các cái tôn giáo mà tụ tập đông người mà trước khi hoạt động phải được phép của Ủy ban nhân dân chấp thuận. Cái thứ hai nữa là các cái hoạt động thể dục thể thao là ngoài trời cũng như là bóng đá bóng chuyền là không được hoạt động. Thứ ba nữa đó là các cái mặt hàng không thiết yếu như là gym, là karaoke, massage, rồi là vật lý trị liệu, cũng như là các cái hoạt động chưa được cho phép mở trở lại. Cái thứ tư là hiện nay còn giữ lại hai cái chốt của huyện. Cái chốt thứ nhất là cái chốt của thứ bảy và của giáp với An Biên và cái chốt ngã bát là giáp với Thái Bình để nhằm quản lý chặt cho bà con ở bên ngoài cũng như ở trong ra là đảm bảo được là test nhanh trong 72 giờ. Để là áp tính thì chúng tôi mới giải quyết là cho vào địa phương cũng như là xuất ra địa bàn. Về phía là mặt hàng thiết yếu để cho là bà con mà doanh nghiệp để mua bán thì được mở lại ăn uống nhưng mà chỉ mang về nhà chứ không được là tổ chức tại chỗ. Do đó là để đảm bảo cho cái công phòng chống dịch trong cái thời gian tới. Qua quan sát của phóng viên tại trung tâm thị trấn số 11, sau khi áp dụng chỉ thị số 19, một số hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, người dân vẫn rất thận trọng, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các cửa hàng ăn uống không phục vụ tại chỗ, mà vẫn thực hiện việc mua bán với hình thức mang về. Riêng đối với các điểm kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, lễ hội, vẫn thực hiện nghiêm việc đóng cửa. Bà Đinh Ngọc Bính, người kinh doanh ăn uống khu phố 2, thị trấn thứ 11, rất đồng tình với các giải pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương. Bà Đinh Ngọc Bính cho biết. Tình hình dịch bệnh mấy tháng nay em cũng nghỉ bán. Người nay địa phương cho bán lại, em cũng chấp hành bán lại nhưng mà chủ yếu là mang về. Mang khẩu trang, rồi nước rửa tay, diệt khuẩn đầy đủ. Được biết,
thị trấn thứ 11 là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phòng chống dịch bệnh COVID-19 suốt thời gian qua. Mặc dù là địa bàn rất đông dân cư, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh mua bán, nhưng việc chấp hành chủ trương phòng chống dịch bệnh được thực hiện rất tốt. Ông Võ Hồi Hận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn thứ 11 cho biết. Thì khi thực hiện chỉ thị 16 cũng như là chỉ thị 15, thì đối với địa bàn thị trấn thì chúng tôi thực hiện nghiêm là rất tốt vấn đề cũng như người dân thực hiện cái kinh doanh buôn bán thì chấp hành tốt nghiêm cái chủ trương của đảng nhà nước. Thì hiện nay thì cái thực hiện cái chỉ thị 19 thì cũng nới lỏng một số mặt hàng cần thiết, thì cũng như là chỉ là kinh doanh buôn bán thì cho hoạt động nhưng mà hình thức mang về, còn lại một số lĩnh vực thì cũng đang tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân chấp hành tốt để sao đảm bảo cái tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Nhìn chung, tâm trạng người dân trên địa bàn huyện An Minh rất phấn khởi trước thành quả phòng chống dịch bệnh của huyện. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn không chủ quan và đồng thuận rất cao với các biện pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương. Trong thời gian tới, theo tinh thần chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới, với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân bằng nhiều giải pháp khả thi, huyện An Minh sẽ quyết tâm bảo vệ vùng xanh để sớm đưa cuộc sống, sản xuất, kinh doanh của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Ủa, sao tôi mặn ở đây không có hả? Sao ngọt? Sao ngọt hả? Lấy cái này đi. Dạ. Quay sôi luôn à? Quay sôi luôn đây, quay quả cáo luôn. Nhiêu tiền chứ? 10 ngàn. Mua bông qua đây. Mà đẹp muốn chết luôn. Mày ơi, thịt heo đâu rồi? Thịt heo đây. Chế thịt heo giá nhiêu chế? 90 ngàn ký cho bà con. Thấy chưa? Mới quay cái có người vô mua liền chưa? Cái này có gì mà to gì vậy chị? Ký nhiều chứ? Ký 100 cá chèm qua cầu này cầu gì? Cầu Kinh Chợ nha, gặp chị là tên gì? Chị tên gì? Tên Ghi ở đâu đây, ở đâu tới đây? Cắn gáo nha, cá chèm cắn gáo ký 100 ngàn cầu Kinh Chợ. Giờ đi đâu đây, đi xã nào đây? Bên chợ hả? Hôm nay không đi xã hả? À giao đâu chú ơi? Giao hàng ở đâu lận? Kim Quy phải không? Trời mưa đó, trời không mặc áo mưa vô.
rớt không anh? Căng thẳng quá vậy. Hôm nay ít hả anh? Hôm nay mình đi đâu anh? Xẻo nhau thượng quà luôn hả? Một ngày anh đi bao nhiêu chuyến anh ạ? 3-4 chuyến nè. Lực lượng shipper của Bưu điện huyện An Minh. À, tức là mình vận chuyển đến đến bưu cục của xã đúng không? Rồi tại bưu cục xã bà con sẽ đến đó nhận, hoặc là nhân viên của mình ở ở xã họ họ đi phát cho bà con. Dạ. Dạ dạ. Chứ mình shipper phân nửa chặng đường. Vận chuyển. Ôi làm kỹ vậy luôn á hả? Năm nay bán được không cô? Lượng khách hôm nay đi chợ đông không? Dạ. Giá cả có lên không cô ha? Dạ. Thank you.
là mình thêm 3 ca rồi đó. Cô ơi, số lượng mình là bao nhiêu vậy cô? Ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, khu Phong Tỏ. Dạ, thứ 9 rưỡi. Trời ơi, cá đối nè bà con. Có bằng bột gì đây? Bột câu cá đối hả? Tên gì? Bột năng hả? À, bột gì? Bột mì ngang, bột mì số 8.
Thank you.